Xin được trân trọng mến chào quý cô chú bác, anh chị em và các bạn thân mến. Bên cạnh của Niềm là mẫu xe Xpander, phiên bản này là phiên bản Road cao cấp 2023, xe là màu trắng nha. Và đối với phiên bản Road cao cấp thì Xpander nhìn có vẻ là hầm hố hơn các phiên bản còn lại. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì phiên bản Road thì xe được trang trí cái dàn áo nhìn cầu kỳ hơn, ha, nhìn cầu kỳ hơn, màu mè hơn và hầm hố hơn. Đó, nhìn cũng rất là hầm hố nha. Đó, giống như là robot, ha, siêu nhân. Đó, anh hùng siêu nhân rau, nhìn khá là cầu kỳ. Đó, ăn tiền là đối với phiên bản Rod này là cái dàn áo, nguyên cái dàn áo nè. Nè, cái mặt lưới tản nhiệt, mặt lưới ga lăng cũng vậy luôn. Đó, nhìn có vẻ là dày cộm lên ha, góc cạnh hơn. Nó bầu và nó góc cạnh hơn những cái phiên bản khác. Và cái phần cản ở phía dưới này cũng vậy luôn. Nè, phần cản này thì được sơn ha, sơn màu này là màu nhũ bạc nha. Màu nhũ bạc. Đó, cũng có camera 360 độ luôn. Nhìn rất là sắc nét. Bởi vì khi mà quý anh chị em mà kinh tế ha, tài chính chúng ta thoải mái đi xíu á, mà mình chơi lên tới cái phiên bản Ross thì nhìn nó ấp phê hơn, nó bắt mắt hơn. Ốp cua già cũng sắc sảo nữa. Ốp cua già thì tạo nên cái điểm nhấn ở cái vị trí là cái bánh xe thì nhìn nó sẽ hầm hố hơn. À, bên hông cũng vậy luôn. À, nguyên cái nẹp cửa, nguyên cái ốp body chạy dài, coi như là chạy dài toàn cái thân xe. Đó. À, sẵn mình vòng ra phía sau luôn ha. À, phía sau cũng vậy luôn, cái ốp body ở phía sau cũng vậy. Đó. Những cây cản ở phía sau nè. Phiên bản Road thì ở đây là Xpander Road. Phiên bản Road là phiên bản cao cấp, màu này là màu trắng nha. Xe là nhập khẩu 2023 luôn, đây là mới nhất luôn, mới cáo luôn. Nhập khẩu từ Indo. Đó. Đó. À, thấy không? Cái nội thất là ghế là màu xám, thấy không? Xám với xanh cực kỳ xịn sò. Nhìn khá là xịn sò nha. Rồi mình sẽ ở bên vị trí ghế phụ nha. Đây, nhờ cameraman mình quay ngay cái vị trí ghế phụ nè. À, từ cái thành cửa vô nè cũng được ốp da nè. Cái này là chụp carbon nè, chụp carbon. Tay cái lẫy mở cửa là chrome, ha, mài chrome. Đó. Và vị trí là cái mặt thành tắp lô nè, ha, cũng được ốp da. Màu này có vẻ như là màu xanh ha, và chỉ khâu nè, da rất là xịn. Và cái vị trí này là những cái sợi ha, cái nẹp carbon. Đó, nẹp carbon nhưng mà vẫn được áo một cái lớp gọi là lớp keo nha, lớp keo và bóng, ha, lớp keo giống như là kiến vậy đó, nè, đó, carbon nè, và cái viền là viền nhôm, ha, cái nẹp viền nè, viền của cái cửa sổ gió này cũng vậy luôn, nhôm, cái yên ngựa cũng vậy luôn, đó, và cái ghế này là màu xám nè, kết hợp với cái màu xanh nè, xịn, chỉ khâu 7 chỗ ha, một chiếc Xpander phiên bản Road cao cấp rất là êm. Và cái vô lăng của Xpander Road thì nhìn có vẻ là nó to nè, ha, to hơn nè. Và cái chất liệu da này thì nó xịn nè. Đó, cầm vô cảm thấy là nó rất là êm tai, xịn, chỉ khâu. Ha. Da đen bóng. À, trên vô lăng này thì bốn chấu và có tích hợp nhiều cái nút tinh chỉnh hơn, ha, nhiều cái nút tinh chỉnh hơn, đó, khá là cụ thể luôn, nghe gọi rồi
nhận lệnh giọng nói, có nghe nhạc chuyển bài tăng giảm âm lượng, cũng có ga tự động rồi luôn nè, đầy đủ. Và cái camera, cái màn hình đồng hồ đó nhìn có vẻ là rất là sắc nét nha. Cái đồng hồ là đồng hồ kỹ thuật số, nhìn rất là sắc nét đó. Digital kỹ thuật số. Cái đây cái camera nè, mình sẽ bật thử cái camera 360 độ đó, coi như là mình nhan, thấy không, mình nhan là đó, là cái camera cặp gương nó sẽ quay ha. Mâm của phiên bản Cross thì nhìn hình dạng dít dắt, nhìn như những cái móc, móc câu, gai móc cũng khá là hầm hố nha. Vỏ thì đương nhiên là sẽ xài cái vỏ là Bridgestone. Và gương chiếu hậu thì có camera 360 độ cặp gương luôn. Đặc biệt là được mạ chrome, nhìn rất là sang sang trọng. Những cái nẹp viền cửa, chân kiến cũng vậy luôn, được mạ chrome. Thanh giá nóc thì nhìn cũng rất là thể thao nha. Thanh giá nóc này chúng ta có thể là chế bắt thêm những cái bát, cái ba ga đó, để đi du lịch, đi phượt. Tay nắm cửa cũng được mạ chrome. Bon, lóc cửa, mở cửa trung tâm nè. Kính thì đương nhiên là kính bên ghế lái á, là một chạm lên xuống auto tự động. Ha. Phiên bản Cross thì nhìn cũng khá là bắt mắt. Và vị trí này là cái hộc để chúng ta để chai nước hay là ly nước gì đó cũng được. Ngay cái phần cửa bên ghế lái. Nhìn nội thất cũng khá là bắt mắt nha. Nội thất là full là ghế da xịn. Đây là gặp gương điện, chỉnh điện, chỉnh đèn, cân bằng điện tử, các kiểu. Xe cũng khá nhiều những cái công nghệ an toàn hỗ trợ người lái. Phanh tay điện tử, auto hold, số tự động. Trên các cái phiên bản, ví dụ như là Ateco, nè, Premium, nè, phiên bản Cross luôn, là số tự động 4 cấp. Quý anh chị em quan tâm mẫu xe Xpander phiên bản cao cấp Cross thì cứ việc alo cho Niềm, số điện thoại là 0901114113. Đây là mẫu xe 7 chỗ gia đình, được rất là nhiều người tiêu dùng lựa chọn, tại vì tầm giá khá là ok luôn, giá phù hợp túi tiền. Và một điều mình thấy cái xe Xpander khá là nổi bật đó chính là cái dàn máy lạnh ha. Dàn máy lạnh nhìn rất là cơ bắp nha. Mặc dù là nhìn hơi thô nhưng mà máy lạnh của Xpander Mitsubishi á, rất là khỏe. Đó. Nhìn giống như là máy lạnh ở trong nhà vậy đó ha. Máy điều hòa ở trong nhà vậy đó. Thiết kế nhìn thấy nó hơi hơi ô về, hơi thô á, nhưng mà máy lạnh Mitsu là cực kỳ khỏe và bền luôn. Có tới 4 cái cửa sổ gió của máy điều hòa, máy lạnh. 7 chỗ. Và cái băng ghế thứ hai nè, mình gặp lại rất là thuận tiện nha. Trên cái xe Xpander, anh em mà chạy dịch vụ hoặc là xài gia đình có người lớn tuổi thì cái băng ghế thứ hai là gập xuống rất là dễ, nhẹ nhàng và xếp lại rất là gọn để cho chúng ta di chuyển ra cái hàng ghế thứ ba ở phía sau. Một điều mà ăn tiền, rất là ăn tiền, ấn tượng. Thấy không? Hàng ghế thứ hai là gập lại rất là gọn và rất là dễ luôn. Mình đi xe taxi, đi xe Grab, đi dịch vụ, mình di chuyển ra cái băng ghế thứ ba khá là thuận tiện, dễ dàng luôn. Và mức tiêu hao nhiên liệu đối với phiên bản Cross ha. Đó. Thì nhìn chung thì cũng rất là ok. 7,3 lít cho cái đường kết hợp, 9 lít cho cái đường trong đô thị, và ngoài đô thị là 6,25 lít cho chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu từ Indonesia.
Xe là 2023 luôn nha, mới luôn nha. À, hiện tại là lô xe là lô mới luôn, nhập khẩu 2023 luôn nha. Đó, mẫu xe Cross Xpander mà phiên bản cao cấp. À, quý anh chị em nhìn tổng thể là à, nè, những cái trang trí cho phiên bản Cross nè, nẹp hông nè, để tạo nên cái sự cơ bắp, nhìn cái xe giống như là robot ha, siêu nhân, một thương hiệu từ Nhật Bản nè. Nhìn tổng thể cái xe phiên bản Cross Xpander, thương hiệu Mitsubishi, một thương hiệu khá là nổi tiếng và lâu đời, đã có mặt rất là nhiều, rất là lâu trên thị trường của Việt Nam.